Đỗ Thị Hà đổi phong cách sang trọng để chuẩn bị làm doanh nhân. Hoa hậu Đỗ Thị Hà lựa chọn style trưởng thành cho bộ ảnh mới nhằm hé lộ thông tin sắp lấn sân kinh doanh. Trong bộ hình mới, Đỗ Thị Hà chọn hình tượng sang trọng, quyền lực với trang phục chủ đạo là blazer không nội y. Phong cách này khá trưởng thành so với tuổi 22 của Đỗ Thị Hà nhưng phù hợp công việc mà cô định hướng thời gian tới. Đỗ Thị Hà cho biết cô muốn thử sức ở lĩnh vực làm đẹp với việc đồng sáng lập một thương hiệu thẩm mỹ quốc tế tại Hà Nội. Nhiều người có thể cho rằng làm spa là định hướng liều lĩnh nhưng tôi tin đây là thử thách để mình trưởng thành hơn. Đỗ Thị Hà nói, cùng với việc diện blazer không nội y, mỹ nhân 10X cũng thay nhiều kiểu trang phục công sở sang trọng khác, khai thác những khoảng hở vừa phải để tôn nét quyến rũ. Diện bộ đầm cổ blazer với phong dáng bó sát và xẻ ngực sâu, Đỗ Thị Hà khoe đường cong cùng vòng một lớp ló. Mỹ nhân xứ Thanh tôn thân hình mảnh dẻ với mẫu đầm lụa, kiểu dáng trễ nải hở sâu vòng một. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Thị Hà đang chờ lấy bằng cử nhân luật kinh doanh, sau đó cô dự định theo học lên thạc sĩ. Người đẹp cho biết cô không muốn bị gắn với những danh xưng như con dâu hào môn, yêu đại gia nên cô hướng đến việc trở thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay, Đỗ Thị Hà nói. Hoa hậu Việt Nam 2020 tạo dáng khoe vai trần cùng mẫu đầm cúp ngực, tông màu đen sang trọng. Người đẹp 10X cho biết thời gian tới, cô không ngại thử thách bản thân bằng việc tham gia một cuộc thi quốc tế nếu có thể sắp xếp thời gian. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.